Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Andrei Emolov, người đứng đầu trung tâm phân tích nhóm chiến lược Sofia trên kênh YouTube Vizca cho biết, quyết định của ông Vladimir Zelensky chỉ đưa ra 3 điểm trong công thức hòa bình để ông thảo luận ở Thụy Sĩ đã làm mất đi hoàn toàn ý nghĩa của cuộc họp thượng đỉnh. Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ trình bày 3 trong số 10 điểm trong công thức hòa bình của mình tại Hội nghị Hòa bình ở Thụy Sĩ. Chúng bao gồm các điều khoản về an ninh lương thực và hạt nhân, cũng như đề xuất trao đổi tù nhân tất cả cho tất cả. Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng không còn một công thức nào nữa vì hòa bình của Zelensky chỉ có 3 điểm. Đây có phải là một sự chế nhạo hay không? Điều này đơn giản có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với kiểu bắt chước nào đó, một kiểu lễ hội nào đó. Theo Emolov, việc Kiev phải yêu cầu Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình rõ ràng chứng tỏ sự quan tâm của cả thế giới đối với Ukraine đã nguội lạnh. Ông nói thêm việc Tổng thống Mỹ từ chối dự hội nghị thượng đỉnh chỉ khẳng định một xu hướng nguy hiểm đối với ông Zelensky. Nhà phân tích cảnh báo, diễn đàn đang sáp nhập biến thành một sự bắt chước và sau đó cuộc đối thoại với Nga sẽ bắt đầu mà không có chúng tôi, Ukraine, hoặc Ukraine sẽ phải giải thích làm thế nào để tiến hành. Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị về Ukraine vào ngày 15 và 16 tháng 6 tại gần thành phố Luzern. Nam Phi tuyên bố sẽ không tham dự. Khoảng 160 tiểu bang đang được mời tham dự cuộc họp. Đại sứ tại Bern Cyril Ramaphosa trước đó đã nói với RIA Novosti rằng Nga sẽ không tham dự dưới bất kỳ hình thức nào trong hội nghị về Ukraine ở Nga. Mục đích của hội nghị này là đưa ra tối hậu thư cho Moscow. Ông nói thêm rằng hội nghị này sẽ biến thành một chiến dịch PR ồn ào nhưng trống rỗng. Người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Volyansky trước đó đã cho rằng quá trình đàm phán về Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là vô nghĩa. Tuần trước, hãng tin Bloomberg đã đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ. Thay vì hội nghị thượng đỉnh, ông sẽ tới Los Angeles để tham dự một buổi gây quỹ tranh cử. Trước đó, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga kêu gọi các đối tác từ các nước chiếm đa số trên thế giới cảnh giác và không tham gia vào hội nghị Thụy Sĩ về Ukraine nhằm tránh bị lôi kéo vào các quan điểm chống Nga. Chính quyền của Tổng thống Brazil đã nói với RIA Novosti rằng Tổng thống sẽ không tham dự một hội nghị ở tháng 6. Văn phòng Tổng thống cho biết, ông cũng sẽ không tham dự hội nghị Thụy Sĩ do tham gia vào các hoạt động sau bầu cử. Phó đại diện thường trực thứ nhất tại Liên Hợp Quốc cho biết, hội nghị ở Thụy Sĩ không có triển vọng do Nga không tham gia và không tính đến quan điểm của nước này về các cuộc xung đột ở Ukraine. NATO đang cố gắng bao vây Nga bằng một mạng lưới các phòng thí nghiệm mạng như một phần của cuộc xung đột kết hợp chống lại nước này. Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Hợp tác Quốc tế An ninh Thông tin Arthur Lyumanov đã cảnh báo, trả lời phỏng vấn với RIA Novosti hôm 25 tháng 5 rằng NATO từ lâu đã nỗ lực phát triển các phương pháp để cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực thông tin. Ông nói Ukraine là nơi thử nghiệm chính của nước này, với các tin tặc từ nước này thực hiện hành vi phá hoại điện tử dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của những người phụ trách NATO. Nhà ngoại giao này cũng là người đứng đầu Cục An ninh Thông tin Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm. Nga đã biết về việc toàn bộ các đơn vị cơ quan tình báo và lực lượng vũ trang phương Tây được gửi đến Kiev để hỗ trợ Ukraine thực hiện các hoạt động tấn công mạng. Bên cạnh đó, ông còn chỉ ra rằng không có gì bí mật rằng liên minh đang hình thành một mạng lưới toàn bộ các phòng thí nghiệm mạng dọc biên giới Nga. Ở Estonia, Latvia, Phần Lan, Romania. Theo nhà ngoại giao này, trong tương lai, NATO cũng có kế hoạch mở các cơ sở như vậy ở Georgia và Moldova, những quốc gia không phải là thành viên của khối. Ông nói, dưới sự bảo trợ của Lầu Năm Góc, các cuộc tập trận mạng đang được tiến hành một cách có hệ thống, trong đó các kịch bản đối đầu với Nga trong lĩnh vực kỹ thuật số đang được thử nghiệm. Đầu tháng này, Bộ Tư lệnh Mạng Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận CyberFlash 2024 tại căn cứ ở Suffolk, Virginia. Cuộc tập trận có sự tham gia của các nhà điều hành mạng Mỹ và các đối tác của họ từ 18 thành viên NATO, những người được đào tạo để phát hiện ra các mối đe dọa mạng và xác định các giải pháp bảo vệ mạng. Hôm thứ Hai, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng một hệ thống bảo vệ dữ liệu kho nhà nước điều hành nên được thiết lập vì số vụ tấn công mạng vào nhà nước này đang gia tăng đáng kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột Ukraine. Ông Putin nói, hôm nay chúng tôi có thể nói rằng các cuộc tấn công mạng nhằm vào chúng tôi đã thất bại. Nói chung, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc tấn công này và đây là kết quả của công việc có hệ thống được thực hiện trên thực địa trong những năm gần đây. Ngày 26 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Ở hướng Kharkov, các đơn vị từ nhóm lực lượng Sever của Nga đã tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Quân đội Nga đã tấn công lữ đoàn bộ binh cơ giới lần thứ 57 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 AFU gần Lipsy, Volchan và Ruski Tisky khu vực Kharkov. Một cuộc phản công từ nhóm thuộc Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 13 Ukraine đã bị đẩy lùi gần Glubokoye, khu vực Kharkov. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 300 quân, 4 phương tiện cơ giới, 1 pháo Grad, 1 pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Akasia 152mm. Ở hướng Kupiansk, các nhóm đơn vị lực lượng Zapad đã kiểm soát Berestovoye, khu vực Kharkov. Các đội hình lữ đoàn không vận số 77 đã bị đánh bại gần Stemaskovka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhan. Ở hướng trên, AFU đã mất đi 285 quân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, 1 pháo M198 155mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo D20 152mm, 1 pháo D30 122mm và 1 M119 105mm do Mỹ sản xuất. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng York của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn và đánh bại nhân lực và khí tài của lữ đoàn tấn công hàng không thứ 54 và 79 của AFU gần Sevesh và Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Ở hướng trên, AFU mất đi 480 quân, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện cơ giới, 1 pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo D20 152mm do Mỹ sản xuất và 2 pháo D30 122mm, 5 kho đạn. Ở hướng Avdiivka, các đơn vị từ nhóm lực lượng Sent đã cải thiện tình hình chiến thuật và đánh bại các đội hình của lữ đoàn số 47 cơ giới hóa, lữ đoàn không quân 25 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109 của AFU gần Yevgenovka, Zorovka, Novgorodskoye. Quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của nhóm lữ đoàn bộ binh 144 AFU gần Novoalexandrovka. Hướng trên, AFU mất tới 355 quân, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 2 phương tiện cơ giới. Trong cuộc chiến phản pháo, Ukraine mất 1 pháo Paladin M109 155mm, 1 pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo M-Star B152mm và 4 hệ thống pháo Gvozdika 122mm. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã có được các tuyến thuận lợi hơn và đánh bại nhân lực và khí tài của Lữ đoàn Bảo vệ Lãnh thổ 128 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 21 Ukraine gần Prechistovka và Makakrovka. Một cuộc phản công từ nhóm lữ đoàn cơ giới số 72 AFU đã bị đẩy lùi gần Vladimir Vorovka. Hướng trên, AFU đã mất 130 quân nhân, 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành KRAB 155mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo M777 155mm và 1 pháo D20 152mm. Ở hướng Kherson, các đơn vị thuộc lực lượng Dnyev của Nga đã đánh bại nhân lực và khí tài của lữ đoàn cơ giới số 65 và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 AFU gần Rabotin, vùng Zaporozhye và Tiazinka, vùng Kherson. Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 40 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới. Trong quá trình chiến đấu phản pháo, AFU đã mất 2 khẩu pháo M777 155mm, 1 khẩu pháo D20 152mm, 3 khẩu pháo D30 122mm và 1 khẩu pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất. Các lực lượng của Nga đã tấn công 2 kho đạn dược của AFU, cũng như dội hỏa lực và các cụm nhân lực và trang thiết bị AFU ở 128 khu vực trong ngày. Các cơ sở phòng không của Nga đã bắn hạ 5 tên lửa chiến thuật ATACMS, 32 tên lửa HIMA do Mỹ sản xuất và đạn Vampire do Séc sản xuất, 1 tên lửa chống hạm Neptune và 41 UAV Ukraine. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ở hướng trên, phía Nga mất đi 1.110 quân, 12 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 24 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 máy bay, 11 UAV, 31 phương tiện chở nhiên liệu và 7 phương tiện đặc biệt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy ấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!